cái kiểu kiểu đọc bộ nó là như thế. Đấy. Thì kiểu nó là như vậy. Và tôi thì thường là hay sẽ cái sách nào mà tôi tin là tốt, thường là tôi không mua, tôi chỉ đi mượn hoặc là tôi đọc trên mạng. Nhưng sách nào tôi tin là tốt thì tôi mua về nhà. Tại vì những cuốn sách mình tin là tốt thì sau đó là mình sẽ có lúc phải dùng lại, thì mình phải giữ trong nhà. Còn cái sách nào mà đọc giải trí cho vui thì tôi ra thư viện hay là tôi đọc trên mạng, thế thôi. Đấy. Thế còn như là đọc sách để làm giàu thì tình thật nó lại là như thế này. Điều đầu tiên là không phải cháu nào nó cũng thích kinh doanh. Mình nhất là cấp 1, cấp 2 thì mình chưa thể tính đến chuyện kinh doanh được. Nên chuyện đấy tôi nghĩ thế là hơi xa. Đấy, nhưng mà ví dụ như là cá nhân tôi đây học những môn như lịch sử, địa lý, văn học, tôi học cực kỳ nhàn. Là tại bởi vì rằng mọi người đều biết là ở trường mọi người rất là học sinh rất là sợ cái môn đó, tại vì học lòng nhiều. Nhưng tôi học rất là nhàn, tại bởi vì hầu hết những kiến thức ấy tôi đã học khi tôi đọc truyện. Những cái sách bên ngoài nó đều có kiến thức, ví dụ chẳng hạn như là khi tôi đọc cuốn Theo Chiều Gió thì tôi đã biết lịch sử của nước Mỹ, tôi biết một ít địa lý của nước Mỹ. Nên khi mà tôi bị học địa lý thì đối với tôi chuyện ấy đơn giản. Hoặc là chẳng hạn tôi đọc Lá Thờ Kêu Sáu Chữ Vàng hay là đọc những chuyện về Trần Hưng Đạo thì đã cho tôi biết được cái địa lý của Nam Định, Thái Bình, các thứ vân vân, rồi Thu Đông là Vạn Kiếp, tức là cãi lại lời ông nên bị đẩy lên trên vùng gì đấy, cuộc tỉnh Quảng Ninh, và sau đó thì dân dân đã lập đền thờ ông ở đó thì chẳng có giải quyết được vấn đề gì. Nè, nhưng bởi vì là tôi biết rằng lý do vì sao Trần Quốc Tảo cãi bố, bởi vì tôi đọc sách. Tôi biết rằng lý do vì sao mà Trần Hưng Đạo được ca ngợi đến vậy. Tôi cũng biết mặt trái và mặt phải của Trần Thủ Độ. Thì tất cả những chuyện đấy làm cho khi tôi đi học lịch sử rất là dễ. Tôi thậm chí thường là biết nhiều hơn giáo viên của tôi để tôi đọc rồi. Tôi biết nhiều hơn cái cuốn sách đọc rồi. Đấy, trong cái điều đấy nó rất là có lợi cho công việc của tôi. Tại vì rằng là rất là mọi người rất là nhầm khi mọi người nghĩ rằng học kinh tế thì chỉ cần biết tính tiền. Kinh tế, đặc biệt là kinh tế đối ngoại, bạn cần phải biết văn hóa, cần phải biết lịch sử, cần phải biết địa lý, cần phải biết tâm lý học. Tại vì ví dụ như bây giờ tôi muốn xuất hàng may mặc cho Mỹ, người Mỹ có thể mua của tôi, có thể mua của Hàn Quốc, có thể mua của Trung Quốc. Hàn Quốc tàng đẹp hơn hàng Việt Nam, Trung Quốc hàng rẻ hơn hàng Việt Nam. Nó có thể mua của 200 nước trên thế giới, nước nào cũng mua bán cái Trung Quốc cho Mỹ hết. Vì sao nó mua của Việt Nam? Đấy, chúng ta muốn bán cho người Mỹ, chúng ta phải biết rằng người Mỹ, ví dụ chẳng hạn, sai quần áo của họ khác sai quần áo của châu Âu. Là tại vì sai quần áo của châu Âu thì do toàn là người phương Tây, cho nên cái sai nó to. Nhưng sai quần áo của người Mỹ do lịch sử nước Mỹ là đất nước nhập cư, cho nên nó có từ những người châu Á bé tí thì đi cho đến những người Bắc Âu cao to vòi vọi, nó đều có cả. Cho nên bán hàng cho Mỹ thì chúng ta phải có một cái lượng hàng lớn và có nhiều sai. Đấy. Xong tiếp theo nữa là người Mỹ không thích ăn mặc giống người phương Tây. Nhưng người châu Âu là người Mỹ không thích, tại người phương Tây nó điệu. Nhưng mà người Mỹ nó là dân đi mở nước, cho nó ăn mặc rất là xinh xòa. Hãy bán cho người Mỹ những cái hàng mà nhiều đồ cốt tông, ăn mặc đi lại dễ dàng, thoải mái thì mua. Còn cái đồ mà cứng nhắc, điệu đà các thứ thì bán không chạy bằng đồ như vậy. Tất cả những thứ đấy bao gồm lịch sử này, địa lý này, tại vì người Mỹ nó có từ xứ nóng nhất cho đến xứ lạnh nhất, nên đồ nóng cũng bán được, đồ lạnh cũng bán được. Đấy. Nó bao gồm cả tâm lý học này, nó bao gồm cả văn học này. Tại bởi vì rằng nếu chúng ta muốn nói chuyện với họ để thuyết phục họ mua mình thì mình phải nói rằng tôi đã đọc cái này của ông, cái kia của ông, thế mới có thể mua của mình chứ, không có lấy đâu ra. Khi tổng thống Clinton sang bên này
thì ông ấy nhắc đến thơ của Hồ Xuân Hương. Đấy, đến tranh của Bùi Xuân Ái. Mặc dù ông ấy đi làm việc chính trị, thì ngược lại khi ta đi Mỹ, ta cũng phải biết họa sĩ của Mỹ là ai, văn nghệ sĩ của Mỹ là ai. Chứ ta không thể chỉ hỏi nó có mỗi một câu là thế mày trả tao bao nhiêu. Hỏi thế thì đứa nào nó mua của mình? Đấy, cho nên tức là đấy là tôi nói về ngành kinh doanh. Còn có một ngành nữa mọi người tính là rất khô khan, đó là ngành máy tính, computer science, tức là ngành tin học. Thì có một cái ví dụ rất điển hình là Nguyễn Hà Đông. Chúng ta biết là ngành tin học của Việt Nam rất là lẹt đẹp, bởi vì chúng ta đến sau. Sau đó chỉ có FPT là nơi mà cố gắng làm ra công phần mềm cho nước ngoài để đưa cái tên Việt Nam vào bản đồ tin học thế giới, nhưng cũng ở mức độ rất là thấp. Cứ cái riêng cái chi nhánh mà đóng ở Mỹ, chỗ Silicon Valley đó, thì đóng rồi mở mấy lần, bởi vì nó cũng không có thành công lắm. Và kỹ sư tin học của Việt Nam thì như là tôi làm việc với bên Samsung, họ bảo rằng là tao tuyển người của Đại học Bách Khoa, mà Bách Khoa là khoa toán tin, là điểm đầu vào con mồi voi, con dày của tôi học ở trường đó ra. Mà và đến nơi ta đào tạo lại từ đầu, không bao giữ được cái gì luôn. Intel tuyển kỹ sư phần mềm Việt Nam từ Nam chí Bắc, tuyển là đúng một người, giỏi cả đấy, ngoan cả đấy. Sở dĩ mà như vậy là bởi vì điều đầu tiên là kỹ sư tin học Việt Nam tiếng Anh kém quá. Mà tất cả các phần mềm thì nó đều phải lập trình bằng tiếng Anh. Bây giờ mình muốn làm với nước ngoài, mình lập phần mềm bằng tiếng Việt thì bán cho ma à? Đấy, cách thứ hai là kỹ sư tin học thì lại nghĩ rằng tôi chả phải giao tiếp với ai nên không chịu học. Thành ra người ta có thể biết viết nhưng không biết nói. Ví dụ như là tôi đi ra cửa hàng, tôi bảo nó là cháu ơi, cô mới mua cái này, này cài đặt hộ tôi, cô mới. Nó bảo với cô ra tôi rằng thì là thế bây giờ cháu làm cái này cho cô rồi cô sa ve lại nhé. Tôi không biết sa ve là cái gì. Thế xong nó bảo với, thế tôi bảo là mày làm cái gì mà mày cài lắm thế, cô chả biết cái này là cái gì. Nó bảo nó cô không thích thì cô cứ ra le le đi. Bởi vì cửa hàng lớn nhất Hà Nội, công ty nó rất là hoành tráng, công ty Nhật Cường. Nhưng cuối cùng nhân viên ăn mặc rất là đẹp, nói năng các thứ rất là chuẩn mực, nhưng mà cái đọc lên tiếng Anh thì như thế. Thế xong là mình mới hỏi thì chúng nó bảo rằng là toàn thể bên tin học đều nói năng như thế cả. Và chính vì thế cho nên không có kỹ sư tin học nào được tuyển cả. Tại vì nói sao be với dây lai ta để thằng nào nó hiểu được. Một mình Nguyễn Hà Đông không làm cho bất kỳ một công ty nào. Đấy, không qua bất kỳ một giải nào, giải tin học toàn quốc với những cái gì gì lằng nhằng không hề qua lần nào. Thì anh ấy là người duy nhất mà thành triệu phú nhờ làm phần mềm. Và anh ấy được tất cả các công ty phần mềm trên thế giới mời chào. Lý do rất đơn giản là khi mà chúng tôi có gặp Nguyễn Hà Đông và có nói chuyện, thì điều đầu tiên là cậu ấy nói tiếng Anh rất là tốt. Và nó có một cái blog bằng tiếng Anh, nó trao đổi bằng tiếng Anh trên cái mạng đó, mà mình không nghĩ được rằng đấy là người Việt viết. Nó viết rất là tự nhiên, mặc dù nó chỉ là những câu rất là đơn giản. Còn nếu như tôi nhìn những cháu mà được chúng ta dạy đàng hoàng thực tế, nhưng là tôi vẫn phải hướng dẫn sinh viên nó viết bài bằng tiếng Anh, bây giờ mỗi lần nó viết là tôi chỉ muốn tự tử. Là tại bởi vì rằng ví dụ nó viết là như thế này, tiếng Việt chẳng hạn như là em làm rất tốt, thì nếu như trong tiếng Anh thì nó sẽ phải nói chẳng qua và đâm rốt cho, thế nhưng mà tiếng Việt thì nó sẽ theo út bay út, you did it very well. Thế thì cái đấy nó không phải là tiếng Anh, nó dịch theo từng từ một, nó không có chịu.
do là nó không có giao tiếp với bên ngoài nhiều. Thế thì hỏi nó là vì sao mày lại nói tốt thế? Nó bảo rằng thì điều rất đơn giản là bố mẹ em không bao giờ hạn chế em cái gì cả. Bố mẹ em không làm tin học, không biết kinh doanh, không biết tiếng Anh. Nhưng con cái làm gì mà không xấu thì đều cho phép và trợ giúp. Cho nên nó được phép giao tiếp với lại bên ngoài, được phép làm việc với những người nước ngoài, được phép nói chuyện với người ta, được phép biết lách người nhiều. Và vì thế nó đã có khả năng. Đấy, nó không cần bằng cấp, không bao giờ phải sâu ra bất kỳ một cái chứng chỉ gì cả, nhưng nó thành công. Những người được hết giải quốc gia nọ, giải quốc gia kia, chê chật kiếm tiền ở một công ty, lương 6-7 triệu một tháng rất là khó khăn. Thế thì cái điều tiếp theo lại là ở chỗ rằng con cái chúng ta có thiên hướng cái gì thì ta nên cho nó thử. Có thời con gái thứ hai của tôi rất là mê máy tính, cháu đã từng được giải về cuộc thi tin học không chuyên toàn quốc. Đến giờ thì tất cả mọi công việc về máy tính của nó và của tôi vẫn là nó làm. Thậm chí là tôi ở đây, nó ở Mỹ mà tôi còn cứ phải gửi cho nó những cái vấn đề của tôi để hỏi nó xem là làm thế nào. Không có là tôi cũng biết làm thế nào cả. Nó đi vắng là tôi khổ lắm. Thế nhưng mà khi mà tôi hỏi nó rằng thì là con có muốn học ngành đấy không? Khi nó thi về đại học thì nó nghĩ một hồi sau nó bảo tôi là nó không thích. Tại vì rằng là nó chỉ tốt đến cái mức độ như một người sử dụng, chứ nó không tốt đến mức độ như một người lập trình. Thế thì tôi cũng phải chìm. Thế nhưng cái thời mà nó bắt đầu đi vào tuyên học, nó mới học cấp 1, tôi phải mua máy tính cho nó. Rất nhiều người bảo tôi là cho trẻ con dùng máy tính quá sớm thì hỏng mắt các thứ lằng nhằng. Nhưng mà thần nó rất là thích, và cô giáo nó bảo rằng là sẽ cho nó đi thi. Thế tôi phải mua máy tính cho nó. Tôi phải nối mạng internet các thứ để cho nó làm những cái bài tập đi. Và đến khi nó làm xong, nó gửi cho tôi xem và tôi thật sự là ngỡ ngàng, tôi không nghĩ là con mình có thể làm được như thế. Nếu tôi bắt cháu là cứ một ngày một tiếng ngồi máy tính và dưới sự kiểm soát của bố mẹ để xem là mày có làm cái gì vụng trộm không, thì chắc là nó không thể làm được như thế. Đấy, cho nên tôi kiểm soát để tôi biết là nó không làm cái gì xấu. Nhưng nếu nó không làm gì xấu mà là thiên hướng của nó thì tôi sẽ ủng hộ. Miễn là nó học những môn khác là xong rồi. Đấy. Mỗi một đứa trẻ đều có một cái tài năng ẩn tín nào đó mà ta không biết. Và chúng ta có thể, ví dụ mọi người đều biết cái vụ mà Gangnam Style đúng không? Cái anh chàng Psy mà anh ta hát cái điệu Gangnam Style mà là người đầu tiên của Hàn Quốc và được toàn thể thế giới lắng nghe. Thì chính phủ Hàn Quốc cũng ngỡ ngàng luôn. Tại vì chính phủ Hàn Quốc đầu tư hàng tỷ đô la chứ không phải ít cho những cái như là phim Hàn, rồi thì các nhóm boy band với lại girl band, chứ không có đầu tư cho anh này. Và anh này là con cừu đen trong mắt người Hàn. Tại vì anh ta gia đình kinh doanh, có doanh nghiệp rất là lớn, nhưng anh ta lại không chịu kinh doanh mà là đi hát. Nên bố anh ta ghét anh ta lắm. Và mẹ anh ta thì bảo rằng thì là nó không phải con tôi. Tôi chịu, tôi không biết làm gì với nó cả. Thế nhưng anh ta thành công. Và có một điều rất buồn cười là đến khi mà anh ta thành công, tôi bố anh ta rất đau khổ vì anh ta. Bởi vì thằng con nó không chịu nối nghiệp gia đình, trong khi với người Hàn cái con phải nối nghiệp mà nó lại là con trưởng. Nhưng anh ta đã giúp doanh nghiệp của bố anh ta một cách mà bố anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Tức là sau khi mà anh ta trở thành hiện tượng về nhạc thì tự dưng cổ phiếu trong công ty của bố anh ta lên một bọt. Tại vì người ta nghĩ rằng thằng con đã tài ba trong âm nhạc thì ông bố sẽ tài ba trong kinh doanh. Thế là tự dưng doanh nghiệp gia đình cái lần tăng giá rất là nhanh. Đấy, cho nên tức là tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên bắt con cái làm đúng cái mà mình muốn. Hãy xem con nó thật sự cần gì, xong rồi giúp nó trong cái chuyện đấy. Và bởi vì rằng như vậy thì đến khi nó thành công mình sẽ được thơm lây. Đấy, chứ chúng ta không thể biết làm thế nào được cả. Chúng ta không thể nào bắt con sống lại cuộc đời của mình. Tại vì nói cho cùng đời mình có thành công quái gì đâu. Tại sao mình lại bắt nó lặp lại thất bại của mình? Đúng không? Đấy, thì cái chuyện như thế này nó là chuyện mà để thân là lưu ý. Tức là
cái chuyện mình nên hướng dẫn con lúc đầu đời, nhưng mà đồng thời cũng nên tạo điều kiện cho nó phát triển. Trồng nuôi con nó giống như là trồng cây vậy, mình phải che nắng che mưa, phải tưới, phải có bón phân. Nếu như những cái lúc mà ví dụ chẳng hạn nhà hàng xóm mà cành nó xòa ra quá nhiều thì mình có thể uốn. Nhưng các cụ nhà mình đã có một câu rất hay, tức là uốn mà không bẻ gãy, chỉ tránh những thứ sai thôi, còn lại thì phải để cho nó phát triển theo hướng này. Chứ bây giờ mình trồng cây hoa sữa lại cứ muốn nó thành cây xà cừ thì làm thế nào nó thành được? Đấy, thì cái định hướng của tôi chỉ là như vậy thôi. Em không có hỏi gì cả. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của cô Nguyễn Hoàng Ánh. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và các bạn, được gặp gỡ cô Ánh là một dịp, là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể trao đổi về những cái vấn đề chúng ta quan tâm, về đọc sách, về làm giàu và về những cái vấn đề mà hiện nay Việt Nam đang hội nhập nền kinh tế quốc tế. Và ban tổ chức đã chuẩn bị 10 cuốn sách. Vâng, 10 cuốn sách rất là hay, sẽ trao cho quý vị độc giả nào có những câu hỏi giao lưu, trao đổi với cô Nguyễn Hoàng Ánh. Và chúng tôi sẽ chờ đợi các phần giao lưu của tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì cũng có một số vị khán giả cũng trao đổi với người dẫn chương trình là cô Nguyễn Hoàng Ánh vừa mới trao đổi với chúng ta về cách lựa chọn sách, tư vấn cách đọc sách, và đặc biệt là cũng đã tư vấn cho các bậc phụ huynh có mặt trong chương trình hôm nay về cái cách định hướng để làm sao cho con em học sinh của mình có cái định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn, phù hợp và có thể cống hiến được công sức trí tuệ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhưng mà cũng kính thưa cô Ánh là trong chương trình của chúng ta hôm nay thì có rất nhiều các bạn là học sinh trung học phổ thông và các bạn đoàn viên thanh niên. Điều mà các bạn ấy quan tâm là các bạn ấy nên phải có cái định hướng nghề nghiệp như thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội, để các bạn có thể cống hiến được cái trí tuệ của mình cho cái việc xây dựng quê hương đất nước. Vâng, các bạn ấy nên định hướng nghề nghiệp như thế nào? Xin mời cô. Vâng, có những em nào quan tâm đến câu hỏi ấy thì thử giơ tay tôi xem cái nào, xem có nhiều đến thế không. Vâng, thế thì cái điều đầu tiên ấy, là cho phép tôi sẽ hỏi một vài người gần đây. Tại vì khi làm một ngày là một ngày theo quan điểm của khi tôi còn nhỏ, bố tôi nói với tôi là ngày quan trọng nam mới lập gia đình. Thế nhưng với cá nhân tôi bây giờ là tôi nói rằng ngày quan trọng hơn lập gia đình. Tại bởi vì rằng là nghề sẽ cho mình cơ hội lập gia đình. Chứ còn nếu mà lập gia đình ấy, thì nó sẽ phải phù hợp với lại cả cái đời sống bên trong gia đình và đời sống bên ngoài gia đình, nó phải hài hòa với nhau. Chứ nếu như ví dụ chẳng hạn như là tôi đây thì được thích là làm giáo viên đi đứng chém gió, còn ông chồng tôi lại thích bán bia đầu đường chẳng hạn, thì hai người đấy rất là khó có thể hạnh phúc với nhau. Cho nên là nếu quan điểm của tôi thì chúng ta nên chọn nghề trước, chọn gia đình sau. Đấy, bởi vì một người, cái đầu tiên vụ này thì tôi xin phép là được phản đối quan điểm chung. Rất nhiều người nghĩ rằng là con cái sinh ra là để trả ơn bố mẹ. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng con cái sinh ra là để sống đời riêng mà tự nhiên đã ban cho nó. Còn tất nhiên cái chuyện mình chăm sóc bố mẹ là chuyện khác, nhưng đấy không phải mục đích, đấy là nghĩa vụ, không phải mục đích. Mục đích của mình là sống cái đời riêng của mình. Đấy, chính vì thế cho nên là mỗi một người trong nghề nghiệp sẽ có một cái giấc mơ của mình. Và có khi cái giấc mơ nó đúng đấy, chứ không phải chắc đã sai. Đấy, thế thì có em bé ngồi đây rất là dễ thương, nãy giờ nó cứ nhìn bác ngoài, thì bây giờ thử nói cho bác nghe là con mơ con sẽ làm nghề gì. Con thưa bác, con muốn làm một phát thanh viên ạ. Dạ, con thưa bác, thì từ hồi nhỏ con đã được đi dẫn chương trình của nhiều chương trình của trường, của lớp, nên là con ước mơ thành một dẫn chương trình, một phát thanh viên ạ. Vâng, Thảo đã có một câu trả lời rất là hay. Đấy, tức là chúng ta có ước mơ nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho cái ước mơ này. Tại vì rằng là tôi vẫn còn nhớ khi còn nhỏ tôi có đọc một chuyện rất buồn cười, chuyện nó chỉ là chuyện cười, nhưng mà nghĩ lại càng nghĩ thì càng thấy đúng. Tức là có một ông rất là nghèo mà
sinh hoạt mà lại vô cùng tử tế, nhưng mà vẫn cứ nghèo mãi. Cái ngày nào cũng đi nhà thờ, ông ấy cầu nhìn chỉ Chúa là ban cho ông ấy một cái gì đó thoát khỏi cảnh nghèo. Bởi vì vô lý thì ông ấy tử tế thế mà ông cứ nghèo mãi. Ngày nào mày cầu tao cho mày trúng số, nhưng vé số mày không mua thì trúng cái quái được. Chúng ta có ước mơ thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái ước mơ đó. Bởi vì cũng có hơi hơi dẫn chương trình đi, hơi thấy nói một chút bác không, thì bác có thể chia sẻ với con là những thứ con nói đều đúng. Tuy nhiên nó có một cái mà thứ nhất là con phải có cái khả năng ăn nói. Bởi vì sẽ có những hoàn cảnh nó rất là lúng túng, con có thể mua cái cuốn sách nghệ thuật nói trước đám đông của Larry King. Cái cuốn nó cực kỳ hay. Ông đó kể rất là chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ, rõ ràng những tình huống phải nói khi là một người phát thanh viên. Và khi mà bác dạy cái kỹ năng giao tiếp thì bác đã dùng cái đấy rất là nhiều. Đấy, hoặc cái thứ hai đó là có những cái lớp dạy giao tiếp thì con có thể đi học cái đấy. Tại bởi vì rằng là nó đòi hỏi người ta phải có khả năng ứng phó, phải có hiểu biết. Và thêm một chút nữa là con sẽ phải nhớ một vấn đề là muốn làm một phát thanh viên thì xinh xắn không đủ. Con còn cần phải biết ăn mặc, biết đi đứng. Đấy, biết làm thế nào để trông chiếc ống kính trông con không quá tệ. Tại vì rằng là những cái loại nghiệp dương như bác đây thì không sao. Ông kính lên trong, mọi người có bảo bác là bên lên ống kính trông xấu ở bên ngoài á, thì bác bảo kệ, tao cần người ta nghe tao chứ tao không cần người ta nhìn tao đâu. Thế nhưng mà với một người phát thanh viên chuyên nghiệp thì con nhìn như chị Hoài Phương ấy là chúng ta sẽ phải giữ cho hình ảnh của mình nó được đẹp. Thế có cháu nào muốn chia sẻ ước mơ của mình nữa không? Cháu xin chào tất cả quý vị đại biểu, các bạn, các bác ngồi đây. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Trang, hiện tại cháu đang học lớp 11 trường trung học phổ thông Bình Côi. Cháu xin chia sẻ về một ước mơ của mình. Là cháu muốn thành gì? Cháu muốn trở thành một nữ doanh nhân. Vâng, vì sao cháu lại muốn làm doanh nhân? Cháu xin chia sẻ với cô là nhà cháu thì có truyền thống kinh doanh từ trước đến giờ. Và từ bé thì cháu cũng mong là lớn lên mình sẽ được làm kinh doanh. Bởi vì như là một nó như là ăn vào trong tâm trí của mình rồi. Và sau này, bây giờ khi nó lớn lên thì cháu cũng rất muốn, ngay từ bây giờ cháu rất muốn làm kinh doanh và nói thật ra là mình rất muốn là có nhiều tiền đấy. Nhưng mà có một chuyện cháu muốn hỏi với cô là thực ra thì ngay cả bây giờ có cháu cũng xây cho mình một cái tư tưởng là có rất nhiều người học giỏi, bằng đại học, có những bằng đại học rất là cao, cả những bằng cao đẳng rất là cao quý, nhưng mà họ lại không có việc làm mà cũng là học trong ngành kinh doanh. Vậy thì cháu muốn hỏi cô là bây giờ cháu nên học trường nào, học như thế nào và làm như thế nào để sau này học xong là giải quyết được bài toán là học xong ra ngoài có việc làm mà vẫn là trong ngành kinh doanh. Vâng, câu này là câu rất thú vị đúng không ạ? Bởi vì là ví dụ như hiện tại thì người ta thường đổ xô vào thi trường ngoại thương, tại người ta cứ nghĩ là thi ngoại thương xong là có công việc. Cái đấy nó cũng có đúng. Cho đến độ khoảng năm 2010 thì ngoại thương nói chung là công việc rất dễ dàng. Nhưng ta biết là từ khoảng 5 năm đổ lại đây thì kinh tế suy thoái. Với lại cái thứ hai nữa là số sinh viên tốt nghiệp ngoại thương tất nhiên ngày nào cũng nhiều lên. Thứ ba là sinh viên những trường khác mà nó cũng khá lên. Nên đâm bây giờ thì tỷ lệ kiếm được việc của Ý nó cũng không phải là nhiều lắm. Không cao như trước. Trước kia thì có thể nói là hỏi sinh viên đến 80-90% là nó hài lòng. Nhưng giờ thì nó không được như vậy nữa. Sở dĩ mà tôi có nói như vậy để lưu ý mọi người thấy một vấn đề là như này. Thứ nhất, chuyện học trường nào gần như chẳng liên can gì mấy đến cái đoạn là sau này mình có việc không cả. Tại vì rằng là tôi cũng như cái thời tôi thì tôi là như tôi đã nói là tôi là học sinh chuyên toán thi quốc gia, tức là lúc ấy là cả nước tôi nhớ là có độ khoảng chừng 20 bạn xông vào cái đội tuyển đấy. Thế là coi như nước bột rồi còn gì nữa. Thế xong đó rồi thì đến lúc thi đại học thì bọn tôi cả nước thi mấy chục triệu, mấy triệu sinh viên đã thi được đâu khoảng được 1.000 mới đi nước ngoài. Thì chắc chắn mình cũng nước bột rồi còn gì nữa. Nhưng bây giờ những khi chúng tôi họp lớp thì kể cả cái nhóm thi chuyên toán ngày xưa cũng như là nhóm mà học đại học nước ngoài về vẫn có nhiều người nghèo đói, bất đắc chí. Và cũng không phải ai cũng thành công như mọi người như nhau. Cho nên cái chuyện chúng ta học một trường nào hay là điểm chúng ta cao hay thấp chẳng nên càng gì lắm.
Thế thì do là có một khoảng thời gian thì tôi cũng học những cái lớp thường, do là đi chơi tán hoặc là chuyển trường để mà gần nhà hơn, thì tôi có thời gian học những lớp thường. Thì khi tôi học với những lớp thường đấy thì cũng có những bạn mà hồi đi cùng học rất là học kém, nó chẳng đỗ đại học này, hoặc là đỗ một trường rất lẻ tẻ, nhưng bây giờ nó cũng giàu có khá giả. Có những đứa không làm quan rất to. Cho nên tôi rút ra được một điểm rằng học trường tốt hoặc học giỏi thì nó chỉ có cái tỷ lệ, cái xác suất để mình có một công việc tốt cao hơn, chứ nó không có chắc chắn. Nè, còn nếu như mình thật sự cố gắng, thật sự khác biệt thì mình ở đâu cũng được. Không có vấn đề gì to lớn. Chúng ta đã biết cái tấm gương đơn giản nhất, ai nói là Bill Gates, ông đã bỏ đại học đại học, ông vẫn hoành tráng. Steve Jobs, người làm ra tập đoàn Apple, ông ta thậm chí còn không thèm đi học đại học luôn, ông ta cũng hoành tráng. Đấy. Nhưng tỷ lệ, tôi có đọc một cái thống kê của Mỹ, tức là tỷ lệ triệu phú và tỷ phú, thì tỷ lệ những người có bằng đại học là trên 70%, tỷ lệ những người có bằng thạc sĩ là cũng quá bán, và tỷ lệ những người có bằng tiến sĩ mà đến triệu phú là 30-40%. Như vậy tức là học cao thì chỉ là cơ hội cho mình hơn, chứ không có nghĩa là 100%. Đấy. Thế còn tiếp theo nữa là để nói rằng làm thế nào để người ta chọn mình chứ đừng chọn người khác. Thì tôi vẫn thường hỏi sinh viên của tôi là một năm trường ngoại thương cho ra trường 3.000 sinh viên. Em cứ cho là mày có bằng khá giỏi thì cũng 70% số sinh viên đấy có bằng khá, và 20% số sinh viên có bằng giỏi. 20% số có bằng giỏi của 1.500, nếu của tính của miền Bắc, tức là 300 đứa. Thế thì trong 300 người đấy, vì sao người ta chọn em mà không chọn 299 đứa ấy? Thì cái chuyện mà em có bằng đó và em có cái điểm học đó, nó chỉ giúp em qua được cái vòng hồ sơ thôi. Còn người ta có chọn em hay không thì nó là những vòng trong. Tại vì cái vòng hồ sơ nó sẽ loại những đứa mà trường không tốt, hoặc là điểm học không tốt, hoặc là có những cái lý lịch hành trình kém, nó gọt luôn. Thế nhưng qua được vòng trong vào đến vòng phỏng vấn thì nó mới là cái quyết định. Đấy, thì điều đầu tiên là như vậy, thì các cháu phải cố gắng học để mà có một cái bảng điểm khá. Và nếu có cơ hội học ở những trường thì trường nó đàng hoàng một chút. Chứ còn ví dụ như là những trường